Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watch Việt Nam. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành mở hộp và trên tay để giới thiệu đến cho các bạn một cái chiếc đồng hồ rất cao cấp đến từ nhãn hiệu đồng hồ Omega. Đây là một cái chiếc đồng hồ có giá thành nó rất là cao. Thì vẫn như mọi khi thì đây là một cái bộ hộp được ship thẳng từ bên thị trường Nhật về. Và nguyên hàng nguyên kiện là nó đi từ bên container bên Hải Dương, Viễn Dương về thì nó sẽ kiểu như thế này. Đấy, là một cái hộp bìa các tông, nó đựng cái chiếc đồng hồ. Trọng lượng của nó là 1,92 kg, một cái hộp nó cực kỳ là nặng. Đó, và mình sẽ bóc hộp ra cho các bạn xem. Ở bên trong chúng ta sẽ có một bộ hộp của nhãn hiệu Omega, nó sẽ là như thế này. Đây, cái bộ hộp này nó rất là nặng các bạn nhé. Một cái bộ hộp thì nói là to nặng. Đây, ở đằng sau chúng ta có nguyên cái tem của Omega và date là năm 2021 luôn, mới nhất luôn các bạn nha. Cái chiếc này thì là năm mới nhất luôn, cho nên là giá thành nó cũng đã cao, nay còn cao hơn. Thì các bạn là mình sẽ zoom lên một chút cho các bạn xem. Đó, các bạn có thể thấy là cái date nó dán đằng sau đít. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mở ra ở bên trong cho các bạn là cùng xem. Cái hộp này cực kỳ là nặng. Ở bên trong chúng ta sẽ có hộp và sách hướng dẫn là nó như thế này. Cái hộp này thì hôm trước là các bạn đã có xem mình giới thiệu một chiếc Seamaster thì nó cũng sẽ có một cái hộp tương tự. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái thẻ của Omega kèm theo với lại là một cái ví da màu trắng đặc trưng của nhãn hiệu đồng hồ này. Đây, chúng ta có hai cái thẻ của một chiếc đồng hồ. Đây là chúng ta có một cái bộ hộp sơn mài. Bộ hộp sơn mài này nó rất là to và nặng. Mà ta che rồi, nó cũng rất là đẹp. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Một cái chiếc đồng hồ Omega. Cùng với dòng sản phẩm Deview How Vision. Hao Vision thì bạn nào mà tìm hiểu cái giá và tham khảo cái dòng này ở trên mạng thì nó rất là đắt các bạn nha. Trong hãng hiện tại nó đang bán lên đến sấp xỉ 500 triệu đồng. Nói nôm na là gần nửa tỷ đồng. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Thưa các bạn, một cái chiếc đồng hồ nó rất dày và nặng. Nặng vàng và cầm lên nó cực kỳ là cao cấp. Thực sự mà nói là một cái chiếc đồng hồ rất cao cấp. Còn nguyên thẻ tác ở đây. Cái chiếc đồng hồ này giá nó rất là cao. Hiện tại trong hãng đang bán gần sấp xỉ 500 triệu đồng. Đó, thẻ tác nguyên bản như thế này. Rồi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cái chiếc đồng hồ này nó có điểm gì đặc biệt các bạn nhé. Đây là chiếc đồng hồ nhân vật chính của chúng ta. Một chiếc đồng hồ Omega thuộc dòng sản phẩm Deview có tên là How Vision. Đây là một cái chiếc đồng hồ thuộc vào hàng cao cấp, rất là đắt tiền của nhãn hiệu này. Cho nên là các bạn có thể quan sát được là cái phong cách thiết kế của nó cực kỳ là hầm hố và trông có vẻ rất nguy hiểm. Và cái chiếc này thì kích thước của nó sẽ vào khoảng tầm 41mm. Và kèm theo đó là nó sẽ có một cái bộ thân vỏ nó tương đối là dày và cái bộ tay cài nó khá là dài. Cho nên là cái dòng sản phẩm này thì các bạn nào có cổ tay bé thì chúng ta không thể đeo được. Các bạn lưu ý là để đeo được cái chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ phải có cổ tay từ 16,5cm trở lên, tương tự như mình, thì các bạn đeo mới có thể đẹp được. Đó. Mặt trọng lượng của chiếc đồng hồ thì nó rất là nặng các bạn nhé. Đây là một cái chiếc đồng hồ được làm từ vàng nguyên khối 18K. Và kèm theo đó là cái cỗ máy ở bên trong của chiếc đồng hồ này nó tương đối là phức tạp về mặt tính năng. Cho nên là mình sẽ cảm nhận được là nó hơi dày và nó nặng, nó cao cấp về cái mặt là vật liệu. Các bạn chạm vào thì các bạn sẽ thấy là nó rất là cao cấp và nó đầm tay. Ở phần phía trước của chiếc đồng hồ thì nó sẽ được bảo vệ bởi một lớp kính sapphire trong suốt. Và cái lớp kính này thì nó sẽ có trắng phủ một lớp chống phản xạ ánh sáng. Về cái lớp kính của Omega thì thực ra là mình cũng chưa được hài lòng lắm, bởi vì là mình thực ra là mình mong muốn một cái lớp kính nó sẽ có cái lớp trắng phủ nó dày hơn, tương tự như nhãn hiệu đồng hồ Omega, nhãn hiệu đồng hồ Breitling đấy. Và tuy nhiên là cái lớp trắng phủ này thì cũng tương đối là chất lượng rồi. Mặt số của chiếc đồng hồ này thì về cơ bản nó đơn giản về cái mặt tính năng hiển thị. Đấy, các bạn sẽ thấy được là chúng ta sẽ có một bộ ba kim ở phần trung tâm hiển thị giờ phút giây. Và kèm theo đó là chúng ta có một bộ hai lịch, đó là lịch các ngày trong tháng và lịch thứ trong tuần. Và chúng ta có dòng chữ Annual Calendar ở đây. Thì về cơ bản là toàn bộ tất cả những cái chỉ số cũng như là kim cọc của chiếc đồng hồ này đã được hoàn thiện tương đối là chất lượng, bởi vì đây là một cái chiếc đồng hồ khá cao cấp của nhãn hiệu này.
Các bạn zoom sát lên thì các bạn sẽ thấy được là cái phần kim và cọc số nó được làm từ vàng đúc nguyên khối 18K và họ sẽ đánh phay xước theo chiều dọc, bắt sáng cực kỳ là tốt. Đó, và khi các bạn nghiêng nhẹ thì sẽ có một chút cái ánh bảy màu nó hắt lên. Ở đây chúng ta sẽ được trang trí thêm một cái vòng có màu bạc, có bốn cái viền ở đây nó chạy vòng xung quanh như này. Đó, nó tạo ra chúng ta một cái chiếc đồng hồ nó thêm cái nét thanh lịch và nó độc đáo. Ở đây chúng ta có dòng chữ Devil, là một cái dòng sản phẩm đồng hồ thanh lịch rất nổi tiếng của nhãn hiệu đồng hồ Omega, và kèm theo đó là những cái thông số không thể thiếu được, đó là dòng chữ Seoul ASEAN Chronometer. Chiếc đồng hồ sở hữu một bộ thoát đồng trục độc quyền của nhãn hiệu đồng hồ Omega và được chứng nhận chuẩn độ chính xác cao. Về cơ bản mặt trước thì hiển thị tương đối đơn giản, nhưng các bạn cũng nên biết được là cái chiếc đồng hồ này có giá rất là cao, cho nên là chúng ta sẽ có những cái giá trị mà rất nhiều những cái chiếc đồng hồ khác trên thị trường không thể có được, mà chỉ có ở trên nhãn hiệu đồng hồ Omega thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến về cái phần tiếp theo, là chúng ta sẽ đến về cái phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này. Nó khá là dày, để các bạn thấy được là cái bộ thân vỏ này nó khá là dày và cực kỳ là sắc sảo. Các bạn thấy được là cái bộ thân vỏ được làm từ vàng nguyên khối 18K. Ở phần trên thì người ta sẽ đánh bóng lộn luôn, bắt sáng cực kỳ là tốt. Ở phần bên hông thì các bạn sẽ thấy được là người ta sẽ đánh phay xước ở hai bên phần tai càng này. Đó. Và cái điểm đặc biệt nữa trên cái chiếc đồng hồ này đó là phần hiển thị ở phần bên hông. Đối với những cái chiếc đồng hồ bình thường khác ấy, thì các bạn sẽ thấy được là hai bên hông thì nó sẽ làm từ vàng đúc và các bạn không thể nhìn được máy bên trong. Tuy nhiên cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có hai miếng sapphire ở hai bên hông như thế này. Và thông qua hai cái lớp kính này thì các bạn có thể quan sát được cái cỗ máy theo phương ngang. Các bạn có thể thấy được cái cỗ máy chúng ta hoàn toàn có thể quan sát được khi mà nó đặt theo chiều ngang như thế này. Đó, một cái chi tiết cực kỳ là độc đáo trên một cái nhãn hiệu nổi tiếng. Và nó tạo cho chúng ta một cái nhìn nó thấu thị về mặt cơ học. Đây là một cỗ máy cực kỳ cao cấp của nhãn hiệu đồng hồ Omega. Ở đây chúng ta có núm điều chỉnh giờ nguyên zin. Lật ra nắp đáy phía sau thì có thể nói là mình rất ấn tượng với nắp đáy của cái chiếc đồng hồ này. Đấy, thì ở trên phần video này các bạn thấy được là nó thực ra nó cũng chưa toát hết lên được cái vẻ đẹp của cái phần nắp đáy này đâu. Cái nắp đáy này nó quá là đẹp. Thực sự mà nói, khi mà các bạn nhìn vào các bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được là nó cực kỳ là cao cấp. Kết hợp từ vàng nguyên khối 18K cùng với một cỗ máy bộ thoát đồng trục có tên là 8611. Các bạn có thể thấy là cái phần nắp đáy này thì nó sẽ có dòng chữ How Vision là tên của dòng sản phẩm Hanwan Calendar lịch thường niên. Đây, chúng ta có khả năng chống nước của nó là lên đến 100m. Đó. Và chúng ta có dòng chữ SI14 là tên của cái dây tóc cân bằng. Đây là một cái công nghệ kháng từ độc quyền của nhãn hiệu đồng hồ Omega và có khả năng kháng từ cực kỳ là khủng khiếp. Và chắc chắn trên thị trường thì không có bất cứ một chiếc đồng hồ nào có cỗ máy có khả năng kháng từ đẳng cấp như nhãn hiệu đồng hồ Omega. Hiện tại là nếu mà xét về khả năng kháng từ và độ chính xác thì Omega là một trong những cái nhãn hiệu đầu bảng trên thế giới và không có nhãn hiệu nào có thể đạt được cái mức độ giống như nhãn hiệu đồng hồ Omega. Và các bạn thấy được cái phần hoàn thiện đánh bóng của nó thì nó tạo ra chúng ta một cái phong cách nó cực kỳ là sang chảnh và nó không kiểu nó quý tộc. Ở đây chúng ta có những cái phần triện vàng nó đóng rất kỹ lưỡng ở hai bên. Cái cỗ máy bên trong của cái chiếc đồng hồ này thì nó có tên là máy 8611, nó được in ở đây. Thì điểm đầu tiên đầu vào mắt chúng ta đó chính là con vang lên cót. Cái con vang lên cót của cái cỗ máy này thì nó được làm từ vàng nguyên khối 18K các bạn nha. Đấy, các bạn có thể thấy dòng chữ 750. Đó, thường thường là những cái chiếc đồng hồ nó ở tầm bình dân hoặc trung cấp thì cỗ máy thì cái con vang lên cót này người ta sẽ chỉ làm là mạ vàng thôi. Tuy nhiên cái chiếc đồng hồ đấy thì nhãn hiệu Omega họ đúc nguyên cả một khối vàng và họ làm luôn cả cái con vang lên cót này. Và không chỉ có vậy thì các bạn có thể thấy được là cái con vang lên cót nó được trang trí cực kỳ là đẹp. Các bạn có thể thấy là nó sẽ có những vần vân sóng nó đánh theo hình rẻ quạt ở đây. Và cái phần vân sóng này nó không chỉ đánh bóng ở dạng bình thường, đánh bóng một cách rất tốt. Và các bạn nghiêng qua nghiêng lại dưới ánh đèn, các bạn có thể thấy được ánh sáng 7 màu nó hắt lên. Nó rất là đẹp. Cái cỗ máy bên trong này các bạn thấy được là mình sẽ quay vào đây. Đó, quay ra góc này các bạn sẽ thấy được là nó đẹp hơn. Chúng ta sẽ có một cái cỗ máy nó được hoàn thiện cực kỳ là trau chuốt. Đó. Rất là đẹp, với các chi tiết được đánh vân bắt sáng cực kỳ là tốt, không có một chỗ nào mà không được đánh vân xoáy hoặc vân tròn cả. Ở đây cái phần là cây cầu cân bằng cũng được làm từ vàng nguyên khối 18K, và chúng ta có được toàn bộ những cái phần dây tóc ở trên này nó đều có khả năng kháng từ. Các bạn lưu ý, một
cái chiếc đồng hồ của chúng ta thường thường sẽ đặt cạnh những cái vật liệu có từ tính rất là cao như là điện thoại, TV, tủ lạnh, loa đài. Thì đối với nhãn hiệu Omega thì họ tuyên bố là họ chấp hết tất cả những cái vật dụng đó mà cho phép các bạn bật loa hay là bật TV, tủ lạnh thoải mái mà không bao giờ có thể ảnh hưởng được đến cái chất lượng hoạt động của cỗ máy bên trong. Và cái cỗ máy này thì nó cũng sẽ sở hữu đến hai ổ cót các bạn nhé. Các bạn có thể thấy đây, chúng ta có hai ổ cót, người ta đánh ký hiệu là Baru 1 và Baru 2. Hai ổ cót này có khả năng tích cót lên đến 64 giờ. Đó, nó gấp đôi so với những cái chiếc đồng hồ bình thường khác chỉ có một ổ cót. Đây các bạn, cái cỗ máy này nó quá là đẹp. Nói chung là về cơ bản mình không thể chê được bất cứ một điểm nào ở trên cái cỗ máy của cái chiếc đồng hồ này. Nó cực kỳ là đẹp và khi mà chúng ta nhìn vào chúng ta cảm giác được thấu thị về mặt cơ học cũng như là cái độ trau chuốt của nghệ nhân họ tạo ra một cái cỗ máy kiểu như thế này. Ở trên thị trường thì không phải là nhãn hiệu nào cũng có thể tạo được cái cỗ máy mang tính chất là nó đẹp và nó mạnh về cái mặt tính năng, về mặt công nghệ như hãng đồng hồ Omega. Cái chiếc này thì nó sẽ đi kèm với một là cái bộ dây da, là cái dây da của cá sấu nguyên zin của Omega. Nói chung là về cơ bản thì đối với nhãn các loại dây da của bên Thụy Sĩ thì mình không thích lắm. Đấy, bất cứ một cái nhãn hiệu cao cấp thì mình cũng không khoái. Tuy nhiên là cái dây da này mình thấy cũng là tương đối là đẹp. Và kèm theo đó là chúng ta có một cái bộ khóa bấm được làm từ vàng nguyên khối đặc trưng của nhãn hiệu đồng hồ Omega. Khóa này thì nó cũng là vàng nguyên khối các bạn nhé. Các bạn có thể thấy là toàn bộ tất cả các cái phần chuyện vàng, bao gồm chuyện đầu chó, chuyện cân tiểu ly, đó, nó được đóng ở phần củ khóa ở đây. Đây là một cái chi tiết mà nó bắt buộc phải có trên những chiếc đồng hồ cao cấp. Đấy, thì về cơ bản thì chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ nó cực kỳ đầu tiên vậy. Đấy, trước tiên là trước khi tổng kết thì mình cũng sẽ phải lên tay cho các bạn một chút. Đấy, cái chiếc này lên tay thì nó sẽ kiểu như thế này. Đấy, các bạn có thể thấy được là cái cổ tay của mình nó là 16,5. Đấy, thì đeo lên tay thì về cơ bản thì nó sẽ vẫn vừa, tuy nhiên là nó sẽ hơi có thừa ra một chút. Đấy, vì đây là cái chiếc đồng hồ có cái bộ tay càng nó hơi dài, nó khá là dài. Đó. Anh em nào có cổ tay tầm 16,7, 16,8 thì đeo sẽ chuẩn chỉ hơn. Nói chung là phải hơi to một chút. Về tổng kết về cái chiếc đồng hồ này ấy, thì đây là một cái chiếc đồng hồ có thể nói là thuộc vào hàng xuất sắc của nhãn hiệu đồng hồ Omega. Đấy, thì nó có sở hữu tất cả những cái điểm mạnh về thế mạnh về mặt công nghệ, về cái mặt vật liệu, về mặt thiết kế của nhãn hiệu đồng hồ này. Đó, nó tập trung tất cả vào về khả năng kháng từ, về độ chính xác, về tính độc quyền với cái bộ thoát đồng trục COA ASEAN. Đó, và về cái vật liệu cũng như là cái thiết kế của chiếc đồng hồ này. Và điểm đặc biệt nhất là mình rất thích đó là sự khả thấu thị về cái mặt cơ học từ hai bên hông như thế này và cho đến phần đằng sau. Nó đem đến cho chúng ta một cái cảm giác nó không chỉ là một cái chiếc đồng hồ nó đẹp mà nó là một cái chiếc đồng hồ cao cấp. Và khi các bạn nhìn vào các bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận đây là một cái chiếc đồng hồ nó không phải là dành cho người có ít tiền. Một chiếc đồng hồ nó thật sự nó đem đến cho chúng ta một cảm giác nó sang chảnh, nó quý tộc. Cái giá của chiếc đồng hồ này thì tất nhiên là nó sẽ không thể là một cái chiếc đồng hồ rẻ được. Để các bạn lưu ý đối với một dòng sản phẩm như cái chiếc Hao Vision này, một cái giá niêm yết lên đến khoảng tầm nửa tỷ đồng, một cái giá rất là cao. Và cái giá của bọn mình thì nó sẽ rẻ hơn nhiều với một cái chiếc đồng hồ full set và có đầy đủ xuất xứ nhân thân như thế này, thì các bạn sẽ phải trả một cái giá khoảng tầm trên dưới hơn 370 triệu đồng. Đó là một cái giá có thể nói là chúng ta có thể bắt buộc phải bỏ ra để sở hữu một cái chiếc đồng hồ đem lại chúng ta nhiều cảm xúc như vậy. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.